Rồi đây là đang chuẩn bị trên đường đi siêu thị Bixi nha các bạn. Thì thư giãn tí xíu nha. Đây là trên đường mình đi chạy xe đi đó nha các bạn. Thì ngay cái mùa Covid này thì nhiều người ta hạn chế đi siêu thị nữa. Hôm nay mình kẹt quá cho nên là mình cũng đi để mua ít đồ dùng. Chẳng nói chở bà xã mình theo luôn, nhưng mà bà xã mình thì không thích nó quay phim. Mình cứ quay lén bà xã, bị bà xã chửi hoài các bạn. Bạn thấy đây là dàn hàng, đây là hoa nè, thấy không? Hoa tươi. Giá nó cũng bình dân chứ không có mắc mỏ gì. Ôi, bà xã mình đi ngang kìa, bạn thấy không? Nó thích lựa cái đó đó. Lựa thôi chứ không có mua. Nó thích cầm chơi vậy đó. Cân lắm nhưng mà cũng lì lắm. Đó, đây là hoa nè. Hoa sen đá rồi hoa tiểu cảnh rồi nhiều lắm bạn, hoa tươi đẹp lắm nè. Ở đây siêu thị Bixi nó bán nhiều nhiều thứ, còn thấy không, nhiều hoa đẹp cực kỳ luôn. Ở đây là gian hàng bán ba cái sạp bông gội đầu hay là dưỡng tóc gì đó. Đây là của chị em phụ nữ, mấy chị em phụ nữ đang ngồi trốn bấm điện thoại vậy. Mấy em tiếp tân trong siêu thị ngồi chỗ bấm điện thoại sao các bạn thấy không, làm việc quan liêu quá các bạn. Đây là xà bông nè. Thì mấy ngày này thì đông lắm em, người ta đi đông á, chủ yếu là đeo khẩu trang à, như mùa dịch Covid-19 nên là mình phải tự bảo vệ sức khỏe của mình thôi các bạn ơi, chứ bây giờ đi ra đường cũng nguy hiểm lắm, mà không đi không được. Đi bữa đó đi mình mua cũng nhiều thứ lắm. Mà xui cái nãy xui có một cái là cái mình quẹt thẻ, cái thẻ mình bấm sai mật khẩu 2 lần luôn. Cái bên thu ngân ta nói bây giờ quẹt lần cuối đó, nếu mà bấm sai nó là đi xuống ngân hàng lấy luôn, mà lúc đó mình đâu có tiền mặt đâu. Hên là bấm lần thứ ba này là nó ok nha, bằng không là chết bà luôn rồi các bạn. Là quê chết luôn á. Một đống đồ chân mà quẹt thẻ không được rồi, người ta nói thấy bà luôn, tao nói chết luôn. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hãy like và đăng ký kênh để theo dõi những tin tức mới nhất nhé. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.